Thưa quý vị, hôm nay Phương Diễm Viên có dịp về Hà Nội, có ghé thăm nhà anh Đức Nhã. Thì hai anh em cũng có một món quà tinh thần để gửi đến khán giả. Bài hát Tình Cây Và Đất của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Cái duyên nhất đó là hôm nay là ngày 1 đầu tháng luôn á quý vị, các anh ạ. Thì lại được vinh dự thưởng thức một cây đàn mang từ Cali về. Đây là cây đàn Godin, một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới, được mang từ Canada về. Canada mà nãy em nghe bị quên đó quý vị ạ. Thì cái duyên thứ hai đó là sau 4 năm lại gặp một người anh mà tưởng chừng như rằng là khó khi nào có thể gặp được. Đó là một nam ca sĩ Dương Triệu Hải. Anh là người ngồi bên tay phải của Phương Diễm Huyền đây. Thì ngày hôm nay cũng là một cái duyên mà để anh em gặp lại nhau. Và ngồi kế bên thì lại là một doanh nhân nam ca sĩ mà đã từng song ca cùng với lại Phương Diễm Huyền với những ca khúc như Thư Tình Em Gái, Đam Mê. Và kế bên thì của là một người em cũng như là một người bạn, Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên bay cùng với là Phương Diễm Huyền từ Sài Gòn về Hà Nội. Và người bạn thân thương của anh Đức Nhã đang ngồi kế bên. Dạ, anh Tâm. Còn chị là bà xã của anh Đức Nhã luôn. Hôm nay thì có một buổi tiệc nhỏ nhỏ ấm cúng. Và cũng có chút tâm tư cũng như là chút tình cảm để gửi đến khán giả với một bài hát Tình Cây Và Đất của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sống cho đời trời sẽ xuyên nên khiến anh gặp em cho lứa đôi kiện thành mong ước của ngày xanh rồi mai đây anh là đất em là cây vinh phúc cho ai biết rằng đó mùa xuân vĩnh hằng. Cây xanh
quên làm sao tình cây và đất đem đến mối sinh mạch sống cho đời. Trời sẽ duyên nên khiến anh gặp em, cho lứa đôi kết thành mong ước của ngày xanh. Rồi mai đây anh là đất, em là cây, vinh phúc cho ai biến dần, từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Rồi mai đây anh là đất, em là cây, vinh phúc cho ai biến dần, từ đó mùa xuân vĩnh hằng.